Lịch thi đấu bóng đá, lịch phát sóng và dự đoán kết quả vòng 29 La Liga diễn ra rạng sáng mai 17/6 theo giờ Việt Nam, được cập nhật đầy đủ và chính xác tại đây. Việc cả Barcelona và Real Madrid cùng giành chiến thắng đậm đà trong ngày đầu La Liga trở lại sau đại dịch Covid-19 đã mang lại nhiều dấu hiệu tích cực cho bóng đá Tây Ban Nha. Việc thiếu khán giả trên sân không làm các cầu thủ chơi buồn tẻ mà trái lại, họ vẫn nhiệt huyết và cống hiến nhiều pha bóng hấp dẫn qua sóng truyền hình. Việc đó làm cho cuộc đua song mã của La Liga càng hấp dẫn hơn. Tuy lịch thi đấu sắp tới của bóng đá Tây Ban Nha dày đặc để kịp cho giải đấu kết thúc đúng tiến độ, nhưng với chiều sâu đội hình, Barcelona không hề ngại lịch trình hay bất cứ đối thủ nào, và Ligue 1 rạng sáng mai có thể tiếp tục trở thành nạn nhân của lối chơi hủy diệt từ Messi và các đồng đội, bởi khoảng cách 2 điểm với Real Madrid là không an toàn nên họ buộc phải lấy nhiều điểm, nhiều bàn thắng từ các đối thủ còn lại.